Cô xin chào các bạn học sinh trường tiểu học Trung Nhất, quận Phú Nhuận. Hôm nay chúng ta sẽ học về nói và viết lời tự giới thiệu trong sách giáo khoa trang 16-17. Các em cùng hướng mắt lên màn hình để chúng ta theo dõi bài học ngày hôm nay nhé. Câu 6A. Đọc phần tự giới thiệu của bạn Lê Đình Anh và trả lời câu hỏi. Bạn Đình Anh tự giới thiệu những điều gì về mình? Em thích nhất điều gì trong phần tự giới thiệu của bạn Đình Anh? Bây giờ cô mời các em cùng quan sát tranh và tự suy nghĩ trả lời các câu hỏi trên trong vòng 3 phút. Thời gian 3 phút để suy nghĩ bắt đầu. Thời gian đã hết. Thông qua phần giới thiệu của bạn Lê Đình Anh thì ta thấy những điều mà bạn tự giới thiệu về mình là đó là họ và tên này, tên thân mật này, sở thích hay là cả ước mơ nữa đó các em. Cô chúc mừng những bạn có câu trả lời giống với cô nhé. Về phần câu hỏi, em thích nhất điều gì trong phần tự giới thiệu của bạn Lê Đình Anh? Thì đối với câu hỏi này thì các em sẽ tự trả lời theo sở thích của cá nhân các em. Cô ví dụ như là có bạn thì thích nhất là phần ước mơ của bạn vì bạn có ước mơ giống với em chẳng hạn. Có bạn thì lại nói rằng là em thích nhất là phần giới thiệu về tên thân mật của bạn Lê Đình Anh vì nghe cái tên đó rất là dễ thương, vân vân. Thì đối với câu trả lời này, các em hãy tự nói những điều mà em thích về phần giới thiệu của bạn Lê Đình Anh cho bố mẹ cùng nghe nhé. Dựa vào phần tự giới thiệu của bạn Lê Đình Anh, bây giờ chúng ta sẽ qua phần thực hành, đó là tự giới thiệu về bản thân của mình thông qua những gợi ý của cô như sau. Tên em là gì? Tên gọi ở nhà hay tên thân mật của em là gì? Em có sở thích gì? Ước mơ của em là gì? Cô mời các em cùng suy nghĩ và trả lời. Trước đó thì chúng ta đã tự trả lời câu tự giới thiệu về bản thân mình thông qua các gợi ý của cô đã nêu. Vậy thì bây giờ cô mời các em mình hãy lấy ra một tờ giấy trắng để trang trí thật đẹp theo sở thích của mình và trong đó có ghi phần trình bày tự giới thiệu về bản thân thông qua mẫu gợi ý của cô ở trên màn hình. Ví dụ như họ và tên của em là gì? Tên thân mật của em ở nhà là gì? Em học lớp nào? Trường nào? Sở thích của em là gì? Và ước mơ của em sau này muốn trở thành một người như thế nào? Và chính giữa thì các em có thể lấy hình cá nhân của mình gắn vào trung tâm phần giới thiệu của mình thì càng tốt. Và sau khi hoàn thành xong, các em có thể đọc cho bố mẹ, anh chị của mình nghe và có thể dán sản phẩm của mình nơi mà các em yêu thích nhé. Và cô chắc rằng các em đã có những cái sản phẩm trang trí rất là đẹp về phần tự giới thiệu về bản thân mình rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó là phần em hãy viết thành câu để thể hiện phần em vừa nói vào vở của mình nhé. Các em đã được lắng nghe phần giới thiệu của bạn Lê Đình Anh thì bây giờ cô có một ví dụ như sau để gợi ý cho các em khi viết lời tự giới thiệu về mình. Thì đây là phần giới thiệu của một bạn nhỏ tên là Bảo Châu. Các em cùng lắng nghe xem bạn đã giới thiệu gì về mình nhé. Em tên là Bảo Châu, là học sinh lớp 2, trường tiểu học Trung Nhất. Em thích đọc sách và thích ca hát. Ước mơ của em muốn trở thành ca sĩ. Vậy dựa vào phần tự giới thiệu của bạn Bảo Châu, các em hãy dựa vào đó để viết thành lời tự giới thiệu của mình vào vở nhé. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Ở nhà các em nhớ tự luyện tập thêm về phần tự giới thiệu về bản thân mình và kể cho bố mẹ, anh chị mình cùng nghe nhé. Và chuẩn bị cho những tiết học lần sau nhé. Chúc các em học tốt. Cô chào các em.